Ai đã biết Duyên từ lâu rồi, chắc mọi người biết đến serum này đúng không ạ? Những ai nám, sạm, tàn nhang, vết thâm mụn hay là da không đều màu, các chị ngồi đây hỏi Duyên nha. Chị nào thích nha, sáng hơn, căng bóng, vịn vàng hơn. Ok, hôm nay là sẽ ngồi đây. Rồi, hãy dùng cái serum này. Cái serum này nó sẽ có 3 tác dụng chính nha các chị. Thứ nhất là gì ạ? Trắng sáng da. Thứ hai, căng bóng da. Và thứ ba là phục hồi da, làm cho da mịn màng. Ok không ạ? 3 tác dụng rất là rõ ràng luôn ạ. Tại sao nó lại có tác dụng là trắng sáng da? Nó trắng sáng da thật các chị nhé. Cái này là đã có kiểm nghiệm của rất nhiều chị, và rất nhiều chị dùng cực kỳ thích nó luôn. Phải nói là cực kỳ thích nó luôn ạ. Là gì ạ? Nó tại sao nó lại giúp da của chúng ta trắng sáng hơn ạ? Là bởi vì trong cái serum này nó sẽ chứa thành phần là 4% niacinamide các chị ạ. Niacinamide 4% các chị ạ. 4% thì nó sẽ tác động vào gì ạ? Tác động vào sắc tố của làn da của mình. Đó là nó làm ngăn chặn sắc tố từ dưới da đi lên trên bề mặt da. Nó ngăn chặn lại nha các chị. Rồi, nó ngăn chặn, nó ức chế sắc tố, nó liên quan đến vấn đề sắc tố. Cho nên là da của mình sẽ trắng sáng hơn là vì như vậy.